Thưa quý vị, thưa các bạn, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP và Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu EVFTA là bước đà quan trọng để ngành thủy sản cất cánh. Điều cần thiết là phải nhận diện và vượt qua thách thức, nếu không cơ hội sẽ chỉ mãi nằm trên giấy. Để tận dụng tối đa những hiệu quả mà các hiệp định này mang lại, ngành thủy sản Việt Nam cần những giải pháp căn cơ, phát triển bền vững. Trong hơn 20 năm qua, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ với mức trung bình hàng năm đạt 13%, từ hơn 600 triệu đô la Mỹ lên gần 9 tỷ đô la Mỹ. Ngành thủy sản có vai trò đồng hành và đóng góp đáng kể vào việc tham gia tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. Cũng từ đó, uy tín và thương hiệu thủy sản Việt Nam được nâng cao hơn và sản phẩm được xuất khẩu sang hơn 160 thị trường trên thế giới với sự gia tăng mạnh mẽ sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng chủ lực như tôm đạt 3,5 đến 4 tỷ đô la Mỹ một năm, cá tra đạt 1,8 đến 2,2 tỷ đô la Mỹ một năm, cá ngừ, mực bạch tuộc đạt từ 1 tỷ đô la Mỹ đến 1,2 tỷ đô la Mỹ một năm cùng với 1,2 đến 1,5 tỷ đô la Mỹ các loại cá biển khác. Bên cạnh những FTA thế hệ cũ, việc Việt Nam tham gia các FTA thế hệ mới như CPTPP và EVFTA mang lại nhiều cơ hội cho các ngành xuất khẩu như thủy sản, đặc biệt là những cơ hội từ thuế quan xuất nhập khẩu. Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP và Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU EVFTA không chỉ tạo cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu mà còn giúp ngành nuôi trồng, đánh bắt, chế biến thủy sản của Việt Nam nâng cao năng lực quản trị, chất lượng để phát triển bền vững. Việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã giúp thủy sản Việt Nam có cơ hội tổ chức lại hoạt động sản xuất, từng bước ứng dụng khoa học công nghệ và hình thành được các chuỗi liên kết sản xuất cho sản phẩm chất lượng cao hơn. Nhờ đó, kim ngạch xuất khẩu và vị thế của thủy sản Việt Nam trên thị trường thế giới được cải thiện. Với 11 nước tham gia CPTPP, thủy sản Việt Nam có cơ hội gia tăng xuất khẩu sang 10 thị trường, vốn đang chiếm 25% tổng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam vì hầu hết được cắt giảm thuế về 0%. Tại một số thị trường lớn như Nhật Bản, cơ hội thuế xuất khẩu thấy rõ khi hầu hết sản phẩm chế biến đang chịu thuế cơ bản từ 4,8 đến 10,5% được giảm ngay về 0%. Như vậy, xuất khẩu tôm, cá tra và các sản phẩm khác của Việt Nam hầu như được giảm thuế xuất khẩu về 0% tại các thị trường CPTPP. Các nước này đang chiếm 31% xuất khẩu tôm của Việt Nam, 15% xuất khẩu cá tra và 31% xuất khẩu hải sản. Cái ngành nó đã đặt những cái nền tảng gọi là xây dựng bền vững theo cái hướng mà yêu cầu của thị trường đặt ra. Do đó thì cái thời gian trải qua như vậy thì đã đủ cho các cái doanh nghiệp mà họ thấy rằng họ có đủ năng lực để mà tiếp cận thị trường, họ xây dựng. Các cái doanh nghiệp đó họ tiếp cận rất là nhanh các cái thị trường khi mà hiệp định mở ra. Nói như vậy không có nghĩa là cho đến khi hiệp định mở ra thì họ mới tiếp cận được, mà họ đã tiếp cận trước đó, và cái hiệp định nó mang lại những cái thuận lợi rất là lớn cho những doanh nghiệp này. Nhưng mà ngược lại, có những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ, những cái doanh nghiệp mà họ chưa có đủ năng lực để theo đuổi những cái chứng nhận như thế này thì đó là những cái thách thức, nhưng cái thách thức đó nó sẽ thúc đẩy họ để mà phát triển theo cái hướng như vậy, và đó là cái xu hướng tất yếu. Đến giờ này thì là chúng tôi đã xây dựng được cái chuỗi các sản xuất cái sản phẩm là dán nhãn là phít cốt, tức là cái sản phẩm là đã đạt được cái chất lượng về từ truy xuất nguồn gốc cho đến an toàn vệ sinh thực phẩm, và được các nhà mua hàng là quốc tế là người ta đã chấp nhận, cho nên là hầu hết các nhà mua hàng quốc tế hiện nay là họ mua cái sản phẩm của người nào phải có nhãn phí cốt thì mới được họ mới mua, thì đó là một cái tính nghĩa là gì, chúng tôi đã tạo điều kiện cho hầu hết các là doanh nghiệp mà chế biến các người vây vàng, và tới đây nữa là các người đóng hộp là các người vằn, các người vằn thì là để thích ứng với yêu cầu của thị trường nước ngoài. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, ngoài những lợi ích cơ bản là thuế xuất nhập khẩu, tham gia các FTA thế hệ mới như CPTPP và EVFTA, thủy sản Việt Nam sẽ có cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng khả năng cạnh tranh so với đối thủ chưa có FTA với các đối tác, gia tăng thu hút đầu tư nước ngoài, nâng cao công nghệ sản xuất và chất lượng sản phẩm, tạo ra động lực mở cửa thị trường, thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp hai bên, có điều kiện tham gia chuỗi cung ứng khu vực nhờ sự dịch chuyển đầu tư của các tập đoàn đa quốc gia, đảm bảo môi trường kinh doanh và thể chế ổn định, minh bạch hơn nhờ cải thiện quy định, chính sách phù hợp theo các điều khoản FTA. Đã đang tăng khoảng 11% và công ty cũng nhận được nhiều cái đơn hàng hơn, và khách thì cũng hối nhiều cái đơn hàng hơn,
đặc biệt là những thị trường tiềm năng của công ty là đã dần phục hồi trở lại. Ngoài ra, nhờ chuẩn bị được nguồn cung nguyên liệu ổn định và dồi dào, đáp ứng tiêu chuẩn về chất lượng và truy xuất nguồn gốc của nhà nhập khẩu, nhất là mặt hàng tôm và cá tra, nên các doanh nghiệp chủ động trong chế biến và ký kết đơn hàng, kể cả với số lượng lớn. Cùng với nỗ lực cải thiện điều kiện nuôi trồng, đầu tư cơ sở sản xuất chế biến, nhiều doanh nghiệp có linh hoạt các hình thức kinh doanh, chú trọng bán lẻ, bán hàng online. Đây là cả một quá trình dài của một cái chiến lược phát triển bền vững của chúng tôi, từ cái vấn đề đầu tư điều kiện sản xuất, đầu tư vùng nuôi và các cái chuỗi giá trị, và chúng tôi cũng linh hoạt để chuyển hướng cái tiêu thụ trong cái điều kiện Covid. 8 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam ước đạt 32,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 21,6%, riêng thủy sản đạt trên 5,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là kết quả ấn tượng trong tình hình đại dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành. Tuy nhiên, tăng trưởng chưa đồng nghĩa với hiệu quả cao khi chi phí đầu vào tăng cao, xuất khẩu cạnh tranh gay gắt. Dù vậy, ngành thủy sản vẫn kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt trong năm nay. Từ đây đến cuối năm thì chắc chắn là nhu cầu sẽ còn tiếp tục tăng, bởi vì cái việc mà một số các cái thị trường đang phụ thuộc vào cái nguồn cung cấp từ phía một số quốc gia khác, ví dụ như Ấn Độ thì đang cũng còn thiếu hụt, cho nên có thể là Việt Nam sẽ được lựa chọn để mà cung cấp bổ sung. Năm 2021, xuất khẩu thủy sản đạt mục tiêu khoảng 10 tỷ đô la Mỹ. Điều này đồng nghĩa quý 4 năm 2021, xuất khẩu thủy sản phải đạt trên 4 tỷ đô la Mỹ. Đây vừa là thách thức, vừa là động lực để ngành thủy sản Việt Nam tiếp tục vượt khó, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.